Là một là Olay, biết Olay là đúng không? Olay là nguyên tắc của Olay là nguyên tắc của rèm Olay là sọ thanh qua lỗ vải. À. Nguyên tắc. Nhớ cái nguyên tắc này là sẽ phân biệt được các loại rèm thanh qua vải. Tức là vải đục những cái lỗ mà sọ thanh qua gọi là rèm Olay. Kéo là thông dụng nhất này, chiếm 80%. Đặc biệt là nông thôn thì kiếm đến 90%. Nông thôn thì kiếm 90% luôn, thậm chí là 98%, chín mấy phần trăm ấy. Còn ở thành phố thì cái tỷ lệ này ít hơn. Thành phố này tỷ lệ này chỉ chiếm độ 50% thôi. Đây là rèm Olay. Nguyên tắc là thanh qua vải, thanh sọ qua vải. Kéo ra kéo vào. Loại thứ hai là rèm ly. Thì thường dùng cho lớp quan hoặc là hộp rèm. Lớp quan khi mà cái rèm hai lớp thì lớp ngoài sẽ là Olay và lớp trong sẽ làm lớp quan, bởi vì cái khoảng này nó nhỏ này. Ưu điểm của nó là cái khoảng nó nhỏ, nó chỉ ưu điểm khoảng nhỏ, chỉ có 5 phân thôi. Còn cái này ấy, khoảng to lắm, phải từ 15 đến 18 phân cơ. 15 đến 18 phân, vì thế mà cái Olay này, nên khi mà làm hộp rèm, cái hộp mà để chui cái rèm vào, nó cần cái hộp rất là to, phải 15 đến 18 phân thì mới làm được cái rèm này. Đấy, còn cái này là khoảng nhỏ đấy, mà khi mà người ta làm cái hộp rèm có 20 phân, thì mình buộc phải làm một lớp ngoài là ok. Và lớp trong là ly để nó nhỏ, một cái to một cái nhỏ để nó hết được 20 phân. Chứ nếu mà em làm OZ và quang đều làm ly, à đều làm OZ, à có nhất lớp vải và lớp quang ấy, em cùng làm OZ thì nó sẽ hai cái khoảng to này thì nó chẹo vào nhau không kéo được, đúng không? Vì thế mà người ta làm một lớp ly và một lớp OZ là thế. Ưu điểm của cái này và hoang là hộp rèm nhỏ buộc phải làm ly cho nó rút cái khoảng của nó xuống. Nhưng nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của cái rèm ly này là nó không rõ múi. Nếu mà làm sáu nhỏ là không rõ múi nên là nó thẩm mỹ kém, nó không đẹp như cái rèm Olay này. Đấy, đây là đặc điểm của rèm ly. Rèm ly là như nào? Olay là vải đấy, có những cái lỗ này là sỏ thanh qua, đúng không? Đấy, còn rèm ly này thì mình một mảnh vải to như này, mình chiết thành những cái ly này, mình chiết ly này xong mình móc lên và mình móc vào cái thanh. Nếu mà mình treo vào thanh thì mình sẽ sử dụng móc tròn. Đấy, móc vào đây xong lại móc tròn vào cái thanh. Mình chiết ly áo. Đấy. Còn nếu mà mình đây là móc vào thanh tròn, còn nếu mà mình móc vào thanh dây thì mình lại chạy bằng bi, những con bi. Bi. Đấy, để thanh dây bi. Đó, còn nếu mình móc thanh tròn cũng được, thanh tròn của OZ này cũng được thì mình sẽ sử dụng một cái móc tròn. Vâng. Hiểu không? Không hiểu. Vâng. Ba. Các loại rèm phải. Ba đó là rèm định hình. Rèm định hình. Định hình này là gì? Rèm ly này và định hình này đều có thể chạy dây. Chạy dây nhá, chạy thanh dây, đây là thanh dây này. Cái thanh mà có cái dây ở giữa thì gọi là thanh dây. Thế bi này có hai loại, một là bi định hình, hai là bi tự do. Bi định hình có nghĩa là hai cái bi này nó bị vướng một cái dây vào nhau, nó bị cố định khoảng cách 6cm, 7cm hoặc 8cm giữa hai bi. Đây gọi là định hình rồi, bắt buộc rồi. Còn có cái loại là bi tự do thì là dành cho rèm ly này. Có nghĩa là hai cái bi này cũng là cái bi nhưng mà nó tự do nhau, không có cái dây ràng buộc này thì nó dành cho rèm ly. Còn hai cái bi này nó dính vào nhau thì dành cho rèm hình. Còn cái bi định hình này thì mình không cần phải chia ly như thế này mà mình may mất định hình, may bằng mất định hình sau đó mình móc vào thì nó thành cái rèm như OZ này, tức là nó cũng thành sóng như thế nhưng mà nó không phải chia ly, nó vẫn thành sóng như thế nhưng mà nó lại là móc đấy. Mình hiểu sơ qua rồi thôi, xong rồi đi vào thực hành thì sẽ hiểu chi tiết. Có một cái vốn, một cái loại rèm vải nữa, nó gọi là rèm Roman. Roman thì nó vẫn là vải thôi nhưng mà nó sẽ sử dụng cái hệ hộp giống như kiểu là giống như kiểu cái rèm, em nhìn cái hộp của cái rèm cầu vồng thôi cả đấy, nó sẽ sử dụng hộp như thế và dây kéo như thế đấy. Khi mà mình may cái tấm vải, ví dụ đây là hình cửa đúng không, thì mình may cái tấm vải cũng bằng cái hình cửa này. Đấy, xong rồi mình lắp cái hộp vào cái phần trên này của vải. Xong giữa các cái này thì mình lắp những cái thanh nhôm để nó liên kết với cái hộp này. Xong rồi mình câu cái dây của nó vào với cái thanh nhôm ngang này. Đấy, thế là nó liên kết giữa cái hệ hộp này và cái vải này. Khi mà mình kéo thì cái vải này nó sẽ tự động lật lên và nó kéo hết lên và lấy sáng. Và khi mình kéo xuống thì nó sẽ tự động nhặt xuống và lấy ánh sáng. Cái đèn Roman này nó có thêm một cái loại nữa là họ làm để trang trí, để nó làm thêm cái phần cánh quạt ở dưới này, gọi là Roman quạt. Nhưng mà bây giờ cái đèn này nó không phổ biến nữa.
bởi vì nó có rất nhiều nhược điểm, nó bí bách khi mà em kéo xuống là nó kín hết, nó không giống như cầu vồng sáng tối sáng tối. Nên là ngày xưa người ta mới hay dùng cái này thôi, còn bây giờ người ta không dùng cái này nữa vì nó bí bách. Bây giờ người ta dùng cái này, người ta thay toàn bộ dòng rèm cầu vồng rồi, hoặc là vẫn làm rèm rô mang như này nhưng mình không cần phải may nữa mà mình sử dụng rèm rô mang sẵn của công ty. Chỉ cần khách chọn vải và đặt công ty là họ may hết, và cái vải này họ không dùng vải nữa mà họ dùng polyester giống như rèm cầu vồng, chất liệu giống như rèm cầu vồng, họ dùng polyester. Đấy thì cơ bản nó có bốn loại, con rèm đi, rèm thêm và rèm rô mang là làm từ vải.